Brad Pitt gây choáng với khối tài sản 300 triệu đô, Ben Affleck kiệt sức sau cưới. Sau nhiều năm bước chân vào làng giải trí, nam diễn viên Brad Pitt đã tích lũy được tài sản ròng 300 triệu đô thông qua diễn xuất và các hợp đồng quảng cáo béo bở với các nhãn hàng danh tiếng. Brad Pitt đã đồng sáng lập công ty sản xuất Plan B Entertainment vào năm 2001 với vợ khi đó là Jennifer Aniston. Mặc dù Aniston không còn tham gia, công ty đã sản xuất các bộ phim như The Departed, 12 Years a Slave và Moonlight đều nhận được giải thưởng của Viện Hàn Lâm. Sau đó, anh bắt đầu kinh doanh rượu Miravon với người vợ cũ thứ hai là Angelina Jolie. Dự án này cũng mang lại khoản thu kha khá. Bên cạnh đó, anh đã làm việc với nhiều thương hiệu xa xỉ, kiếm được hàng triệu đô từ các giao dịch chứng thực với Cadillac, Chanel, Heineken, Tag Heuer, De'Longhi và hơn thế nữa. Sở hữu khối tài sản khủng nên dàn siêu xe của Brad Pitt cũng không phải dạng vừa, bao gồm Tesla, Camaro SS, Chevy Tahoe, Audi Q7, Lexus LS460F Sport, Aston Martin Vanquish, Carbon Edition. Nam diễn viên cũng đam mê mô tô, anh có Sina Kimura tùy chỉnh, một chiếc Larry Ấn Độ quý hiếm, Escort Titanium Series XX, Zero Engineering Type 9, Jesse Rookie KTM và hơn thế nữa. Báo chí Anh đưa tin rằng Brad Pitt là phi công giỏi và đã mua cho mình một chiếc Supermarine Spitfire thời thế chiến thứ hai với giá khoảng 3 triệu đô sau khi quay bộ phim Fury. Theo Business Insider, anh cũng có một chiếc máy bay trực thăng trị giá 1,6 triệu đô. Đây là món quà từ vợ cũ Angelina Jolie trong cuộc hôn nhân của họ. Nam diễn viên nổi tiếng với danh mục tài sản ấn tượng của mình. Vào tháng 7, anh đã vung 40 triệu đô vào một ngôi nhà lịch sử ở Carmel, California. Nó được The Wall Street Journal mô tả là một trong những nơi mua bán đắt nhất trong khu vực, với dinh thự trên đỉnh vách đá có lịch sử từ năm 1918. Năm 1994, nam tài tử chi 1,7 triệu đô cho một nhà hàng ở Los Feliz, Mỹ. Theo Realtor.com, Brad Pitt đã xây thêm nhiều ngôi nhà lân cận, dẫn đến một khu phức hợp rộng hơn 8.093m2, có chi phí xây dựng khoảng 5 triệu đô. Kể từ đó, anh đã mua nhiều địa điểm ở Santa Barbara, New Orleans, Malibu và Beverly Hills, cũng như bán một số nhà ở để đầu tư. Tuy nhiên, dinh thự nổi tiếng nhất của Brad Pitt là lâu đài Chateau Miraval, lộng lẫy mà anh đã mua cùng Angelina Jolie. Tòa nhà có một sân bay trực thăng, vườn nho, những vườn cây ô liu và nội thất trang trí đắt đỏ, tạo nên một nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh ở vùng nông thôn Pháp. Sau khi Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn, cả hai đã tranh giành quyền sở hữu ngôi nhà này. Đảo một vòng làng giải trí Hollywood thì mới đây Ben Affleck bị bắt gặp trong tình trạng kiệt sức sau lễ cưới kéo dài 3 ngày liên tục. Cụ thể, Pesic đăng tải loạt ảnh Ben Affleck bơ phờ sau lễ cưới kéo dài 3 ngày với Jennifer Lopez ở Georgia. Tài tử được nhìn thấy nằm ngả trên ghế sau ô tô, đôi mắt lờ đờ. Anh lên đường ra sân bay trở lại California, Mỹ. Đi cùng Affleck còn có 3 người khác. Anh chỉ trở nên tỉnh táo hơn khi gặp gia đình bạn thân Matt Damon ở sân bay vài tiếng sau. Đây không phải lần đầu Affleck bị chụp ảnh trong tình trạng mệt mỏi. Theo People, có thể do quá bận rộn và lo lắng cho lễ cưới, nên tháng trước tài tử đã ngủ gật trên du thuyền ở Paris, Pháp. Cặp Bennifer tổ chức lễ cưới đơn giản đầu tiên theo phong cách Las Vegas ở Hat Clare thuộc bang Nevada hồi tháng 7. Trong buổi lễ, J.Lo mặc váy trễ vai bằng ren trắng, nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2023 của Juhas Muras, tông sượt tông với thiết kế xui của chồng. Đến ngày 19 tháng 8, hôn lễ kéo dài 3 ngày của đôi uyên ương diễn ra trong khuôn viên dinh thự của Affleck ở Georgia. Lopez xuất hiện rạng rỡ trong bộ váy tinh khôi của Ralph Lauren. Thiết kế màu trắng có đường hở lưng, chi tiết xếp nếp tỉ mỉ. Cô được chồng Affleck, người đàn ông bảnh bao trong bộ tuxedo màu trắng, kết hợp thắt nơ cổ điển, nắm tay, trao nhau lời thề ước trong lễ đường. People cho biết sau tiệc cưới chính vào ngày 20 tháng 8, tiệc cốc tài đã diễn ra trong khu vườn lãng mạn, có các tấm gỗ khắc chữ tình yêu không bao giờ lỗi mốt, tình yêu sẽ là sự hy vọng và giữ gìn. Trước lối vào, họ đặt tấm biển xanh neon ghi dòng chữ Mr. and Miss Affleck. Khách mời còn được tặng hộp chocola có hai chữ G và B lồng vào nhau. Bên trong thiệp mời được đính kèm với lời tri ân. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm cho ngày cưới cuối tuần của chúng tôi trở nên thật đặc biệt. Chúc mọi người có những giấc mơ ngọt ngào. G&B.